10 seconds later. Lại quê của mình biết rồi. Hello, xin chào tất cả anh em. Nghe không? Quả gì đấy? Đâu má? Ôi em ơi, nghe được có tiếng tít tít. Thằng nào nó chơi cả bom anh luôn này. Có hai ông kia sao đỏ lòm rồi. Khéo góc rồi em ơi. Nó ném nết anh em ơi. Nó ném trượt quả nết em ạ. Nó chạy. Nó chết rồi em ơi. Nó chết rồi. A few moments later. Thăm nàng. Nhảy dù. Thăm nàng. Ô. Thăm nàng. Kẹp ngân. Nhảy dù. Thăm nàng. Đi em ơi, ui xa lắm luôn đấy. Ngoài này rồi, kiếm thuyền thôi. Thôi, không có thuyền nữa. À đây rồi, ui ôi, chuẩn thế nhở, hack à, bật cái tâm ra thấy luôn ạ. Thuyền ơi, có nhớ Nam chăng? Nam thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Bỏ mèo, thôi bỏ đi, bơi luôn nhá. Nãy giả lập bơi lội này, game sinh tồn bơi ngoài hoang đảo này. Thôi anh em tranh thủ làm cốc trà đá hay cốc bia gì đấy nhá. Cùng mình đợi bơi ra đến ngoài kia thôi. Bo mình vẫn ở trong bo mà, thỉnh thả giữa tâm bo mà. Giả lập bơi lội thôi. A few minutes later. Kiểu tôi bơi cách chỉ còn khoảng 50m rồi tự nhiên thấy có một cái thuyền nó đi ra hay không. Thế thì phải làm sao? Eventually. Nhìn này, bờ chả có một cái thuyền gì luôn. Hy vọng bo phê 2 nó vẫn lên quanh ở đây tí nữa tôi còn bơi về nữa. 2000 years later. Thợ lặn gaming, giả lập thợ lặn. Không có cá mập nhá, dưới này rất lạ nhá. Một con game mang nặng tính thực tế như PUBG mà là biển nó lại chả có một con cá nào, thậm chí một cái cây cỏ hoa lá gì cũng không hề có luôn. Cá bị câu hết rồi. Lại lặn xuống tí, lặn xuống chả thấy cái gì luôn, chứng tỏ nước ở đấy rất lạnh. Thế mà con nhân vật của mình anh em nhìn này, đấy mặc váy, thậm chí áo được áo ba lỗ khoét rất là rộng, thế mà nó vẫn bơi được. Công nhận đi, cao vũ trụ đấy. One eternity later. Rồi bay quá, bò tiếp theo vẫn còn độ cho mình, còn được khoảng gần một nửa ở biển. Ôi MG3 anh em ơi, cầu nguyện. Không phải MG3, mất hết cả công bơi ra đây luôn ấy. Bơi ra đây chả có thằng nào nhìn thấy tôi nữa. Không thằng điên nó lại đi nhìn ra biển làm gì cả. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tôi bơi được khoảng 700m rồi đến 800m rồi anh em ạ. Đấy nãy tôi bơi chéo. Thằng Trung kìa. Mày rảnh vừa rồi. Ôi đừng MK14, đừng MK14 mẹ. Không MG3, M249 làm gì còn trong thính nữa. Ốp đi, ốp cũng được. Thôi thì chơi tạm. Nó công sức bơi ra, cuối cùng bây giờ nó là cái gì đấy kia. Thôi bơi vào, lại bơi vào. Nhân vật của tôi nó đến tiểu tụy vì đi bơi quá nhiều giữa cái thời tiết giá lạnh như thế này. Sao khó khăn thế nhở? Cuộc sống nó khó khăn thế. Em nghe một tiếng MK đó. Ôi, mình bắn gì á? Nhầm lẫn đấy. Ôi, nó nướng anh em ơi. Chắc tại nhân vật của tôi kiểu nó bơi ngoài biển lâu quá ấy. Đấy, xong nó bị căng cứng hết các cơ. Thế nên thành ra là như anh em thấy đấy, khi mà chúng ta bị căng cứng cơ là chúng ta không thể nào mà điều khiển mọi thứ một cách chính xác nhất, mượt mà nhất. Thì đây là một ví dụ điển hình. Con nhân vật của tôi nó đi bơi lâu quá rồi, cái cơ bắp của nó đã bị rút lại, không còn bắn được nữa. Thế nên là lên bờ xong chúng ta cần phải warm up để làm nóng lại cơ thể, sau đây chúng ta mới nên bắn nhé. Giờ đợi máy bay thôi. Ê, có thằng bắn. Ui, 94 thì không sợ đâu em. What the f-
bốc đây này. Gì vậy? Thôi chạy đi anh. Vứt mẹ xe đi, sao anh không đi ra xe nữa đâu. 10 seconds later. Ê Thính Trung ơi, hướng 150 em ơi, kệ mẹ chúng nó đi Trung ơi. Quái là tôi vẫn chưa chết nhỉ. Không thể tin được trong tình huống đấy tôi vẫn không chết. Chẳng qua là vì Hòm Thính nên tôi phải nhịn nhục tôi đi con xe này lần nữa thôi. Thấy rồi. Như có xe à? À đâu không phải, đấy chỉ là một hòn đá thôi. Ơ nó lút thật em ơi, lút rồi. Có xe lên nữa này. Trong kho. Được rồi này. Chạy em ơi, chạy em. Vào nhà. Khiếp, có mỗi khẩu BG3 mà tốt lên tổ nét. Hello. Lại cái góc lúc đấy. Ừ, hết cái số nha. Smoke em ơi. Rồi, vui quá. Vui ơi là vui. Vui ơi là vui. Gờ đô ra em ơi. Oh hell no. Gờ đô ra cũng được. Thực ra là cái tỷ lệ để anh em mình có được nó cũng rất là thấp. Ui, mà bắn cái flare gun lấy cái mà bắn nhau từ lừa kìa. Phát nữa các bạn ơi, nút 1 em ơi, có thằng bộ khủng long. Nó vào chỗ anh này. Còn một thằng nữa, từ từ ra. Thằng nữa không biết. Ngoài bờ tường. Ô, tường nào? À đây, thấy không? Anh thấy không? Nó bị thằng khác bắn nữa, khổ thân nó. Chết luôn. Anh một chấm máu. À, ây à, ui, sai rồi. Tôi tính cái góc đấy là nó trong bo. Nhưng có một cái tủ lạnh ở chỗ đấy à. Ơ, cái bo gì đấy? Trông vui đấy. Tầm này chạy thôi, chạy kìa mẹ nó. Ô, có Thính kìa. Chạy đi. Cho nó lút đi. Phá bo rồi. Nhưng mà đây nó vẫn nhìn thấy em ơi. Còn 9 người cơ mà, nhiều lắm. Bò vào nhà chúng nó thủ nhá. Bò trượt cái mình ạ. Vào hả? Được, vào đi vào. Làm gì cả, nó có thằng ở biển bóng. Ngoài bo kiểu gì nó chết gốc cây này. Gốc cây hướng 190 có thằng. Phi vào luôn, chung ơi, chơi em ơi. Chết tầng. Vào đây chơi em ơi. Vào. Một nè. Ngoài nè. Ngoài con. Chết nữa này. Chạy ra khỏi nhà đi, có bom kìa. Còn một thằng thôi, trong nhà này thì phải. Gì
đánh dư kích à. Ôi ôi, nó vẫn không có MG3, toàn là Groza thôi. Buổi tối nay toàn Groza anh em ạ. Thôi thì chắc là tại buổi stream hôm nay, đầu buổi tôi lỡ tôi bảo hôm nay tôi sờ vào cũng được. Thế đúng nó cho sờ đấy, bắn được đâu khoảng 5 viên đấy, xong chết đấy. Thôi sau anh em mình sẽ cố gắng cùng nhau đi tìm lại khẩu này tiếp nhá. Nghe thấy anh em thấy sướng chưa? Bắn như bắn tên lửa luôn.